Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Ngân ơi, vậy. Sao mày cất mày ông đây vậy Ngân? Trời mưa. Trời mưa nó dồn mày thông cảm đi. Sợ quá. Bạn Thiên mà. Trời tao sợ quá Ngân ơi. Mày ung là bây giờ mình ra ngoài mình ngồi mình đợi đó. Cho nó bớt cái thuốc này đi. 15 phút rồi ba đứa nhập viện đó. Lăn xuống thì sao ta? Cái gì? Lăn xuống hả? Dạ đúng rồi. Thì cố gắng đừng để lăn. Cái trần nhà hơi dơ nha. Ừ. Về nhà mình ngủ đi Hùng. Về đi chúng tôi không cần nữa. Quá là xúc phạm rồi. Hùng ơi năng động phụ nó đi Hùng ơi. Này. Nó bị điên đó. Mệt quá. Nó bị điên sản á. Bây giờ này nè, sao bắt đầu là hẹn là bắt đầu là khi mà Hùng ngủ thì phải báo ha. Nhưng mà Hùng ngủ cái to cái ngủ này. Như là Hùng ngủ được đúng không? Là chưa gì luôn, là chưa luôn, mệt là quá, ngủ luôn, mệt quá. Có đẩy vô lỗ tai Hùng. Có đẩy vô lỗ tai nhẹ. Hùng nghĩ nhẹ. Hùng thì giúp mà. Thì giúp mà. Trời ơi. Sao mà vô khạc đờm lỗ tai Hùng vậy? Ngụt luôn. Trời nha, nhà 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 em nha. Cái này là sân thôi đó. Ủa? Đúng rồi. Mình vui vẻ ngoài sân đi. Dễ thương. Đây cái này cây sung nè. Cây sung đó. Đúng rồi. Đâu há miệng coi. À. Đó rồi há miệng chờ sung đó. À, mình quét nhà đi hả? Ừ. Mời anh nghỉ. Nhà hơi dơ nha. Trời ơi dơ nhà là phải mình phải đảm đang em ơi. Trời ơi, từ mấy bữa nay hai đứa tăng ca. Mới đi làm về anh. Mới làm tăng ca về nè. Trời ngăn ơi. Ngủ đi. Rồi tối nay mình ngủ đâu đây ta? Ngủ trên đây đi. À? Ngủ đây rồi gió luồn vô chết sao? Có mùng không anh? Không có mùng màng gì hết á. Hay quá. Không có mùng luôn. Ừ. Ờ ở đây nó bị sương xuống á. Sương xuống á. Sao mà tàn canh gió lạnh với ê, mình. Ê ở đây ok hơn á. Có mùng anh ơi. Có mùng nha. Ở đây ok hơn. Ở trong kia nó bị kín quá. Hồi nãy mình chơi dở vậy mà mình cũng thắng thiệt luôn. Trời đội đội á, đội mình em biết bao nhiêu cây đũa không? 65. Em chưa được chơi mà em thua nè. 65 nghĩa là mình thiếu 15. Em với bà Tấn chưa được chơi luôn. Đầu cầu Quang Hùng, đầu cầu chưa được tiếp hai đầu là ở giữa thua luôn đó ha. Em mới tới nhà mà bụi nhiều quá em hết xì nãy không giờ rồi. Sao đâu Hùng ơi, kệ ráng chịu một xíu đi. Trời ơi. Vô kẹt mà tí nữa còn vô kẹt. Quá xì dài dài với tụi tôi. Bây giờ sao em ra không được hết ta? Hả? Ra gì? Ây da, không ra được. Không ra được. Khóa rồi. Ra được cửa rồi. Không ra được luôn. Trời ơi, sao không ra được. Hùng để vào bẫy rồi mà. Rồi Hùng quét đi. Dạ. Để kiếm chỗ cho ngủ. Là anh đi làm từ sáng tới tối luôn á hả? Đúng rồi, tôi đi làm mà. Làm kiếm nè, mới công phụng được cho Hùng đó. Ê, nó sương quá à. Sương quá à. Sương quá đây rồi. Sương quá rồi, giờ làm sao ta? Mày vô coi kia thử coi coi. Em vô đây không? Mình kéo cái ấy nó sát vô đây không? Sương ướt nhẹp của nó rồi. Hùng mới về nhà mà Hùng thấy tụi tôi nghèo vậy, Hùng có buồn tụi tôi không? Thấy mọi người cố gắng á. Nhưng là một người đi làm về nhưng mà rất là cố gắng. Thấy thương. Thương đúng không? Tụi tôi tảo tần vậy đó. Nếu mà tối tụi tôi không tắm, tụi tôi ngủ kế Hùng, Hùng có giận tụi tôi không? Không tắm luôn. Tụi tôi mới làm cái xưởng cá vậy á. Suy nghĩ lại à. Rồi tối Hùng nằm giữa nha. Dạ ok. Trời ơi. Rồi không đây trải này đi. Ờ cứ để đây. Để tôi làm cho. Tí nữa bà đặt cái nồi lẩu lên rồi đãi Hùng nghe. Diễm. Ok. Hùng lần đầu tiên qua nhà bạn gái ngủ vậy đó ha. Đúng rồi, là lần đầu tiên luôn. Yeah. Đi chữa lành mà anh. Mình phải đúng với lại cái gọi là gì ta? Concept. Tiêu gọi là đúng rồi đó anh, concept đó. Ừ. Như này mà giống ví dụ em hỏi ngu quá là mưa nó có tạt vào mình không?
mưa có mưa tạt, mưa tạt thì mình ngồi lên thôi. Mệt quá Ngân ơi, thiệt á. Ừ, đi làm về mà làm sao mà cực vậy Ngân? Tại số mình vậy mà. Ôi, đó biết đi lúc đó là đi học là cố gắng một xíu là được rồi. Ủa, sao của tao ngắn vậy? Này cho Hùng á, Hùng Hùng mét rưỡi không? Hùng nằm nó tới đo cái Hùng. Nhìn nó, nó cuộc cuộc người ta. Hùng nằm thử đi, tôi đo cho. Hùng nằm coi. Không, nhìn là thấy là cao hơn. Ôi, tự tin quá. Cao hơn mà. Taxi. Taxi. Excuse me. À, thấy tao nghèo cũng khinh. Chạy luôn. Không, chạy lên, chạy lên em. À, cái này là chiếu đó ha. Ừ. Hoặc là mình phải trải một tấm bạc ở dưới, xong mình phải trải chiếu lên. Đúng rồi. Trời ơi, nhà có điều kiện quá ha. Rồi mình chơi hai lớp layer luôn. Ừ. Rồi Hùng đi qua đây là ba mẹ Hùng biết không? Biết chưa? Cũng lo. Yeah. Cũng thì đó, cũng lo, cũng suy nghĩ. Suy nghĩ không sao đâu, tôi gái nhà lành không à. Thế ngày mai là Hùng có phải đi làm không? Không, trời ơi, Hùng về đây là Hùng vui vẻ thôi, tụi tôi làm cho. Hùng lên nằm đi xong rồi đó. Hùng thử nhá. Tụi lấy ghế chưa? Lấy ghế gối chưa? À, là mình bước một chân lên à. Bước lên hết luôn. Bước lên thôi. Như này luôn. À. Bầu bì mà làm giờ tới khuya rồi mà chưa được nghỉ ngơi. Trời ơi, cái gối nó cũng ướt nữa chứ. Thí dụ mà thôi mà lăn xuống thì sao ta? Cái gì? Lăn xuống hả? Dạ đúng rồi. Thì cố gắng đừng để lăn. Cái trần nhà hơi dơ nha. Ừ. Về nhà mình ngủ đi Hùng. Về đi, chúng tôi không cần nữa. Quá là xúc phạm rồi. Hùng ơi, năng động phụ nó đi Hùng ơi. Này, nó bị điên đó. Mệt quá. Nó bị điên sản á. Nấu lẩu chứ Ngân? Nấu lẩu rồi. Thơm phức. Ngân ơi. Gì? Sao mày cất mày không đây vậy Ngân? Trời mưa. Trời mưa nó dồn mày thông cảm đi. Sợ quá. Bạn thiên mà. Trời tao sợ quá Ngân ơi. Mày là bây giờ mình đã ra ngoài mình ngồi mình đợi đó. Cho nó bớt cái thuốc này đi. Không phút là ba đứa nhập viện đó. Thôi được rồi. Ủa nhà mình có toilet không? Có, thiên nhiên. Thiên nhiên à? Ừ. Bây giờ sao tụi tôi lấy cuốc ra tụi tôi đào ra cho Hùng đi. Thôi không cần. Là tính là không đi tắm mang đồ. Mang đồ. Ngủ quá đi làm luôn à. Đúng mai làm. Tại vì còn tiếng đi làm rồi. Rồi thôi bye bye mọi người. Hey. Anh em ngủ đi. Ngân ơi. Sao? Tối mày qua trước rồi tao. Hả? Tối mày qua trước rồi tao. À, mày trước đi. Cái gì tao cũng quên chứ kêu tao nha. Hùng ngủ ngon nha. Hùng khi nào ngủ nhớ gọi tôi nha. Ok. Nhắm mắt lại, bay mì đây. Ê, ngủ đây ok hơn đó nha. Đúng rồi. Hôm kia nó bị ngợp đúng không? Đúng rồi, cảm giác kiểu như này mới đúng là chữa lành nè. Đúng rồi. Đi cắm trại gọi là trải nghiệm cảm giác bên kia em thấy nó ngộp quá. Ừ, bye bye anh em, bye bye mọi người. Dạ, yeah. Bye bye mọi người ạ. Bye bye. Hùng ơi, lẹ đi Hùng. Trời ơi. Trời ơi. Cái tướng vậy đó mà có đòi làm bảo vệ không à. Nhắc cái xe đâu có nổi. Ngủ đeo vàng quá ha. Vào dưới vậy. Trời ơi. Rồi mình chia sẻ về cái giấc ngủ tối hôm qua của từng người đi ha các bạn ha. Hồng tôi êm ả ha. Em êm lắm, Hồng bị êm lắm. Giấc ngủ thì em lại hiếu không có biết gì đâu. Như thường lệ. Đúng rồi. Như thường lệ thôi. Khó ngủ lắm. Hồi tao phải 5 giây á. Không qua hiếu khó ngủ thiệt. Lần đầu tiên thấy hiếu là cũng phải bấm điện thoại cầu phút máy á. Phút máy. Không, vậy là khó rồi. Vậy là đối với khó rồi. Khó rồi nha. Tối qua thì đúng là chữa lành luôn rồi. Sao vậy? Ngủ được không Cưng? Dạ, anh đã bao giờ nghe nhạc bám đê chưa? Ai nghe? Không, anh đâu nói gì đâu.
nghi gì nữa cũng đó. Ôi trời đất cơ Ngân. Ủa tao mới rủ anh về phòng trọ giao lưu mày nhái dữ Ngân. Đi kể chứ nghe. Sao vậy Ngân? Vậy nè. Rồi ví dụ đi, ví dụ đi. Ví dụ em đi. Ví dụ đi từng qua cái con này nó còn chỗ nào đâu. Đi về nè. Đúng rồi Hiếu ơi. Thì hả tối đó. Nằm ra đây nè, xong bắt đầu là hẹn, rồi bắt đầu là khi mà Hùng ngủ thì phải báo ha. Nhưng mà Hùng ngủ cái... Ờ, cái ngủ này. Như là Hùng ngủ được không? Là chưa gì luôn? Là chưa luôn, mệt quá. Ngủ luôn, mệt quá. Có đẩy vô lỗ tai Hùng? Có đẩy vô lỗ tai nhẹ. Hùng hiểu nhẹ. Hùng thì giúp mà. Thì giúp mà. Trời ơi, sao mà vô khạc đờm cái tay Hùng vậy? Ngụt luôn. Sáng nay thì chúng ta sẽ có một cái liệu trình đặc biệt hơn. Và cái liệu trình chữa lành này đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Đó là chữa lành bằng tần số âm thanh. Chị ơi, tối qua em ơi. Tối qua em rồi. Tối qua em đặt nghiệp rồi. Đi về là bảo vệ đi. Cái đó là tần số âm thanh tiêu cực. Còn lát mình xài tích cực. Dạ, vậy đó hả? Dạ. Đúng rồi, liệu trình chữa lành bằng cái tần số âm thanh này thì sẽ có hai phần. Một phần là tần số âm thanh do các bạn tự tạo ra bằng đầu. Có một cái chiên, thành viên của đội đối phương sẽ cầm chiếc chiên đó. Các bạn sẽ phải lần lượt lấy đà lao đầu vào chiên, làm sao để tạo ra cái âm thanh lớn nhất. Và chúng tôi sẽ đo lại bằng cái máy đo cường độ âm thanh. Rồi. Thôi, khách tới nhà không vào cũng là kia. Thôi. Jason đi. Trời ơi. Em muốn một sự tác động lực phụ không? Em không cần. Chứ. Trăm lẻ 8.3. Trời ơi, cao mà. Lại cao đó. Thứ dữ đó. Cao nhất luôn á. Mớp cái đầu ấy luôn mà. Từ người khen kể đi. Nè. Đó. Về đi. Cái này ok lắm, âm thanh này chất liệu như làm nhạc tốt nè. Vô. Coi chừng rớt cái bất kỳ nha em. Cái tóc chua giờ không biết có vang hôm nay. Có trợ lực không? Trợ lực thì anh tự vô luôn. Anh đừng được. Anh cho. Chín mươi chín phẩy một. Ôi. Ok. Cái đầu anh đi son ghê vậy ta. Coi thấy một cái gì cho anh chất lượng nha. Hiểu. Vậy em mua hả? Đầu mà, Sợ quá à. Đau không anh? Không. Anh đẩy cao lên cái em bị cúi quá, em bị cúi thấp quá. Em vậy nè, em là kiểu vậy đó, em đánh đầu. Em vậy được không? Được không? Đi vô bàn tan đó. Vô bàn tan đó. Vô bàn tan. Vô bàn tan nguy hiểm lắm á. Vậy hả? Tự nhiên điện điên điên luôn. Từ mới nổi tiếng đây mà. Uổng. Trăm lẻ năm. Dạ. Hai. Là đạt đứng thứ hai đó. Vượt ra rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi em sao đầu ai nè, ai bóng dầu cái vậy, sao dính sâu buổi sáng vậy. Trời ơi. Cái đó cái sọ của cái nghề đó. Rồi 3 2. Ây da, đau da. Chưa là không bao nhiêu hết trơn á. 112.7. Mà cao chứ nãy giờ rồi, cao hơn Hiếu. Quan trọng là liều. Trời ơi, liều Ngân ơi. Em đi, anh giữ cho. Mọi người không thể thao, không biết. Đúng. Mấy cái này là phải khởi động đầu. Trời, móp rồi. Móp rồi, móp rồi. Cái đầu em hả? Đầu em á, móp luôn á. Ghê vậy. Mà nó không có cái điểm ngăn. Điểm ngăn. Điểm ngừng á. À. Nó phải... giỏi. Đúng rồi. Nó sẽ như là ví dụ mà đấm là phải. Nó phải. Ê bàn tan nè. Ngu quá. Hồi hộp quá. Anh ơi. Hồi hộp á. Hồi hộp. Bản thân tôi hồi hộp. Trong khí công người ta phải có cái dựng khí 3 lần. Rồi, 93.6. Không, có chưa hiện chứ. Đúng rồi. Đang để cho thêm nè. Mọi người công nhận không? Công nhận. Mọi người hỏi đi. 93.6. Cho tôi cái đó đi. Trời ơi, tôi hỏi cái gì? Cho tôi một cái gì? Cho tôi cái này, cái cuối. Ok. Được nha. Rồi, 63.8. Ủa?
63 phải tám. Vậy không lấy cái kia hả? Uổng nha. Con giết mẹ liền hả? Bên không? Trời. Mày chấm với tôi đâu có chấm. Mẹ chưa có ấm. Ủa sao nó cái ben vậy ta? Sao 38? Nghiêm túc. Hay là muốn làm lại? Làm lại đi. Không tin. Không tin rồi. Đây đi. Làm lại. Vậy làm qua bên đây. Đợi hướng. Đợi hướng. Ê, đợi chưa? 3, 2, 1. Đó. 69.3. Không hơn được. Anh ơi, dở ẹt à. Mày có chấm với tôi không có chấm. Trời ơi. Sao cái chen của anh? Không, cái chen nhưng mà thằng gái nó nhỏ lắm. Không được bấm. Cho nghĩ bấm. Bấm hiểu. Nếu mà khánh thiện đàng hoàng. Em bấm là tăng, đảm bảo tăng. Lúc ho này á là bon là bấm cạch. Là nó giữ lại. Bon là bấm vô hồ đó. Rồi. Yeah yeah. Đúng rồi đó, lên đó, thấy chưa? Anh thử mi được cũng hấp dẫn nữa. Yeah yeah. Ủa, tôi xe. Rồi vô đi, vô. Rồi chưa? Tập trung này. 3. Trời ơi. 87. Trời ơi. 87 tăng rồi. Ủa, trời ơi. Không. Vậy hồi nãy là có buồn rồi. Không, tại mình cười á. Mình cười. Đúng rồi. Mình cười á. Chứ cái tiếng này chắc mười mấy à. Đi xin lại đi. Không, bị điên rồi. Không, nó cản trở sự nghiệp đó. Tâm lý do mình cười á. Ờ, à, tập trung vô đúng rồi. Đúng rồi, tâm lý vô. Đấy. Yeah. Trời ơi, thấp nữa có 79 nè. Trời ơi. Ủa bữa ông nội đi ông chơi hoài vậy. Gia đình đang sản xuất cái game này hả? Đâu, con mình thấp. Chơi 6 lần. Chơi 16 lần. Con nghỉ luôn đi. Má chưa lấy cái nào cao nhất mà giờ 79. Vừa phải tôi chơi mẹ, cái gì mà 6 mẹ, lần. Mẹ là không có bấm trúng. Cái đầu con lớn lắm. Ngân. Sao Diễm? Cho Ngân ngồi đầu Diễm bấm. À, được. Hiếu, cho đờ Hiếu cầm. Ok. Ok đi Ngân. Một cái cho Ngân nha. Ngân không hề nha Ngân. Không hề. Không. Ủa Ngân nghiêm túc. Ngân trong đội pháp lý. Ngân không có giỡn nha. Này để lỗ mũi vô là rớt lỗ mũi luôn nha. Nghi cả cái mạch vô quá. Alo. 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 Tao bị liều. Bấm nút cái. Chưa bấm. Bấm nút cái. Giỡn. Tao bấm cái bị liều. Giỡn. Đâu. 52 nè. Này sẽ bắt chó và đừng có mẹ gì. Hả? Mà mẹ luôn. Đợi. Tao đợi lâu quá. Này nó giòn lắm, lại giòn tan luôn á. Lại đi. Giòn tan hả? Ờ, tao hiểu rồi. Tao không alo nữa. Nãy bấm vô liều alo nữa. Được chưa? Không giỡn nha Ngân. Em sợ anh đau. Thấy là lấy chết đau quá. Em order Hùng cầm. Hùng lại anh. Giúp Diễm. Cho nhịp đi. Hùng ơi ghi nhịp á. Trời ơi, thằng này nó biết chạy dắt xe thôi, nó không cầm nổi này đâu. Còn cái mép vậy đó. 10. Không dài. 110.2. 10.2. MB3. MB3 là gì? Cái gì 3 nè? DB. À DB3. Còn Tuấn Giang nữa. À Tuấn chưa đi. Để tôi cầm cho Tuấn. Tôi nghiêm túc. Tôi không biến mãn gì nha. Tôi thấy đủ rồi á. Tôi thấy vui quá trời rồi. Tẹt ra rồi. Cái khúc nghe điện thoại là ok vui rồi. Ừ được rồi. Em ơi cao hơn trên đây em ơi. Trọn vị em ơi. Ủa cái giống này. Trời ơi. Em cảm giác nó đằng tàu tới trẻ lại một cái này là đường sống anh đi cái đâu. Ôi trời ơi. Sao đồng nghe đồng quá vậy? Nghe đồng nha, không nghe đục nha. 70.9. Không sao bị cản rồi. Bị cản. Bị cản quá sao? Tự cái chưởng lên chứ vậy? Cản cái lực rồi. Nè. Không có chưởng rồi. Lại đi cho em, lại đi. Lại đi. Rồi, để team mình làm. Team mình làm đi. Để ta làm đi. Đè nút hay là một bấm thôi, bấm cản rồi. Nhưng mà để trên đây nè, đừng có để tại vì tí nữa nó đập vô. Không đập được. Rồi. Trời ơi má ơi, trời ơi. Tiếng này mà không lớn nữa thôi.
125.8. Ghê thiệt. Trời ơi, tao tưởng tao quay làm luôn. Lớn nhất từ nãy tới giờ. Hay quá. Để tôi trời ơi, trời ơi. Trời. Bao nhiêu ngày trời đi làm công nhân bị chửi mà đâu chịu nghe. Ngu quá. Đưa order được, riết phản bấm đi. Hiếu cầm ơi, Hiếu ơi. Ok chưa? Dạ rồi. Cố lên. Phát cái lục 125 đúng không? Đúng rồi. Lép không ơi. Lép. Sao năm mấy được? Năm mấy rồi. Thôi lấy luôn đi chứ giờ. Lại đây. Sao năm mấy được? Đúng rồi. Bảo tới nữa. Ủa nãy anh nghe lép mà. Vô. Ủa sao bất kỳ vậy? Trời ơi, không phải đội mình đâu. Trời ơi. Em vô bấm đi. Em bấm nha. Ê, đưa cho cây son. Cây son đi. Rồi, đổi người bấm đi. Bấm cái bấm luôn đúng không? Bấm cái chỗ hot. Không, cái đó nó vô đúng không? Ok, vô. Vô anh ơi. Ghê không? Ghê không? Không lên, sao á? Nghĩa đau quá, nghĩa đau quá. Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi anh ơi. Số mạng rồi. Trời ơi, lớn lắm luôn. Cái lượng đó mà bụng vô á. Tôi nãy giờ phải chúa tẻ đó. Không. Không vô. Cái, này, cái số nó vậy rồi. Về phòng dẫn bóp tiếng lại để cho nó đồng với lại cái số nha. Reset rồi. Chưa reset rồi. Nè, bây giờ reset nè. Rồi. Nãy reset rồi. Nãy reset nó kêu nó nhảy nhảy rồi. Cho tôi 15 cũng được. Tôi 3 lần cũng đau đâu. 15. 15 cũng được. Thử đi. Áo Song Việt Nam. Bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.